Rồi, bây giờ thầy sẽ bắt đầu cái buổi hôm nay nhá. Buổi hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái lắp 6. Trong cái lắp 6 này nó sẽ có một số yêu cầu liên quan đến đặt camera. Đầu tiên thầy sẽ ấn Alt+B để chuyển sang chế độ 2 view nhịp. Rồi, ở đây thầy sẽ tạo ra một cái không gian. Đây, nhập số vào đây. Thì nó sẽ là 4 m nhân 4 m, chiều cao 3 m. Rồi, chuyển nó về dạng edit poly, xóa một cái mặt của nó đi. Rồi, trong này thì thầy sẽ chuyển sang cell cho nó có độ dày, đổ vật liệu cho nó. Đấy, chúng ta đã mô tả một cái căn phòng có kích thước là 4 mét x 4 mét nhé, chiều cao thì là 3 mét. Để sẽ đặt ở đây một cái giường chẳng hạn. Đấy. Đây là cái giường này. Bên cạnh thì nó sẽ có cái áp đầu giường. Rồi, bên này thì cũng sẽ làm thêm một cái áp đầu giường nữa. Chỗ này thì sẽ có một cái bàn học đi, cái ghế, cửa sổ. Bên này có một cái tủ quần áo. Đó, có thể là sẽ có thêm một vài bức tranh ở đây. Đấy, tất cả đều được xây dựng bằng khối bóc nhá. Đấy, sẽ đổ hết tất cả cái vật liệu này thành cái vật liệu trắng như này. Rồi, thì với cái phần này thì ta sẽ bắt đầu tiến hành đặt cam. Và thầy sẽ về mặt top của cái này, đặt vào cam vị trí số 4 trong cái bảng create. Thì chọn cái Corona cam mà thầy sẽ kéo một cái cam từ bên ngoài vào, tắt hệ thống auto grid đi nhá. Rồi, kéo từ bên ngoài này vào. Rồi, rồi thì ấn C để vào vị trí của camera. Rồi pan nó lên một chút để nhìn. Đó, các bạn thấy là được cái camera được nhìn bao quát ở trong cái không gian này. Đấy. Rồi. Đấy, thì đấy là cái phần bên dưới cam. Khi mà các bạn ấn vào cái camera này này mà chuyển sang chế độ modify ở đây thì các bạn đã thấy là trong này nó sẽ có khá là nhiều thông số. Nhưng mà không phải là chúng ta sẽ cần quan tâm được hết tất cả thông số ở đây nhá. Thì thầy lấy ví dụ như là có một số các thông số mà các bạn đã thấy rất là quen. Ví dụ như là zoom, ISO, F và shutter speed. Thì cái này nó là đều những cái khái niệm ở trong cái môn kỹ thuật chụp ảnh đều có rồi. Tuy nhiên thì ở đây thì có một cái lưu ý là các bạn nên hạn chế dùng những thông số này. Bởi vì nhá, với máy ảnh ấy, thì là chúng ta sẽ phải chỉnh cái thông số này khá là nhiều. Nhưng mà trong cái này thì nó sẽ có bộ hệ thống là bằng xử lý bằng cái camera hôm trước chúng ta học rồi, tức là trong phần bảng F10 này. Và chúng ta chuyển sang chế độ Corona, và ở phần camera thì chúng ta đã có một cái hệ thống điều chỉnh ánh sáng các thứ ở đây rồi đúng không? Chúng ta sẽ không sử dụng những cái bảng ở bên này nữa. Thì để chỉnh được cái vùng của cái này thì nó có một cái là cái một cái mà các bạn sẽ hay dùng. Trong này là cái nút zoom, rất là nhiều bạn bị nhầm hay dùng cái sử dụng cái nút zoom này để zoom in zoom out, tìm cái vị trí nó phù hợp trong cái không gian. Thầy sẽ giải thích cho các bạn là tại sao lại không nên dùng cái này nhé. Nếu như mà các bạn dùng ấy thì là nó sẽ bị méo hình, trông nó sẽ bị méo hình. Và để một chút nữa đến đoạn sau thì thầy sẽ nói tại sao nhé. Cái đầu tiên là khi mà thầy các bạn này ấn Shift F nhé để vào đúng cái khung hiển thị. Thì cái đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý ở trong cái camera này là khi mà các bạn kéo cái điểm của cái cam này lên và xuống, lên hoặc là xuống, khiến cho là cái vị trí của cái cam ấy và cái điểm target này này nó không còn cùng trên một cái cột trục Z nữa, thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng là những cái cạnh này này, những cái cạnh nó đang vuông góc với cả cái trục thì là nó sẽ bị nghiêng đi, nghiêng theo, và cái góc view như thế nó sẽ không được đẹp nữa. Đấy, nhiều lúc nó sẽ bị tạo thành những cái điểm tụ và nó sẽ không đẹp. Thì để giải quyết vấn đề này nhá, thì khi các bạn lên trên cho nó sai vị trí theo trục Z ấy, thì các bạn kéo xuống vùng bên dưới này này, nó có một cái nút là nút tin and shift, và các bạn hãy tích vào cái nút automatic vertical tin này này. Khi tích vào đây thì các bạn để ý thấy không, nó sẽ thay đổi được cái góc nhìn, mà tất cả khi tích vào ấy, thì tất cả những cái trục nó đang vuông góc thì nó vẫn sẽ trở lại vuông góc như bình thường. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn tự do kéo những cái góc này lên
trên và xuống. Đấy, tỷ lệ hình nó sẽ đẹp hơn nha. Đấy là cái đầu tiên là vấn đề về điểm tụ. Cái thứ hai là trong trường hợp đây thầy đặt một cái camera không còn ở góc này nữa, thầy đặt ở góc bên này thì sao? Đây thầy phải đặt từ đây vào, ví dụ như mình muốn nhìn cái giường chẳng hạn. Đấy, thầy đặt được cam bên này, thầy sẽ ấn C ở đây và kéo này lên. Thì các bạn đã thấy là ở đây ấy, thầy đặt như thế này rồi thì nó sẽ bị gọi là quá gần cái giường này, cho nên là cái giường ở đây ấy, trông nó sẽ to đùng ra và chúng ta sẽ không nhìn hết được cái giường. Nên nhiều bạn đã nghĩ ngay đến trường hợp là chúng ta sẽ ẩn cái cửa này, ẩn cái tủ này đi, chúng ta kéo sát vào đây. Khi kéo sát vào các bạn vẫn thấy là nó vẫn đang bị thiếu ấy. Thì nhiều bạn đã chọn cái phương án là các bạn xóa cái tường bên này, giống như việc là thầy đã xóa cái tường bên này đi. Nhưng thực ra thì chúng ta không được xóa cái tường nào cả nhá, tường này chúng ta vẫn phải vẽ vào đây. Và xong thầy chỉ lấy ví dụ thôi, bởi vì ấy, nếu mà các bạn xóa cái tường bên này đi, giả sử các bạn xóa tường bên này đi nhá, ví dụ nắng ở hướng này nó chiếu vào thì không sao, nhưng mà chẳng may nắng ở hướng chiếu vào đằng này thì tự nhiên trong phòng mình có một cái mảng nắng rất là to và nó bị vô lý. Thì trong trường hợp này các bạn chẳng cần cái gì cả, các bạn ăn hai ôi vẫn cứ hiển thị cái này ở đây nhá, bạn kéo cái này ra ngoài thầy, kéo hẳn ra ngoài cũng được đó, kéo hẳn ra ngoài như này. Sau đó các bạn vào phần cam, các bạn kéo xuống vùng dưới cùng, nó sẽ có một cái phần là environment and clipping, các bạn click vào đây và bật hai cái chế độ này lên. Thì khi mà các bạn bật cái chế độ hai cái chế độ này lên ấy, các bạn sẽ thấy là thứ nhất ở đây là mình vẫn đang ở trong phần cam đấy, thì mình đã nhìn thấy là cái phần của cái bức tường, phần lưng của cái phần tường này này đó. Và ở đây nó sẽ có hai cái vùng là vùng near và vùng far, nó biểu trưng cho cái việc là cái render này nó sẽ render từ cái điểm near đến điểm far 0.0, tức là nó cách cái, nó đã ở chính xác ở cái vị trí của cái camera, còn ở cái này là 10 mét thì nó cách là cái tấm này nó cách cái camera 10 mét đó. Thế thì cái này các bạn hãy lưu ý nhé, ví dụ sau này chúng ta đặt một cái cây, thì giả sử các bạn đặt một cái cây, một vài cái cây ở đây trên đường phố, thì các bạn phải kéo cái tấm pha này này ra xa khỏi cái cây thì mình mới render được đến cái cây nhé. Còn nếu mà các bạn kéo chưa đến cái cây ấy, thì nó sẽ không nhìn thấy cái cây đâu, chúng ta kéo nó ra xa một chút. Còn cái phần near này này thì các bạn kéo cho thầy vào sát cái đường bên này là được, thì chúng ta sẽ nhập số vào đây cho nhanh nhé, vì nếu các bạn kéo tay ấy, thì nó lâu lắm, nó cứ lên 1 mm là lâu ấy. Nhập vào đây 1 mét luôn, còn 1 mét thì có vẻ là nhìn ở đây thì có vẻ là nó vẫn chưa vào nên nó vẫn là sang trong cái tủ này, thầy sẽ kéo ra chút đây để ở đây. Lúc này chúng ta có thể là nhìn được cái giường rồi đấy, bởi vì nếu mà tại sao lại không làm sử dụng cái zoom factor nhá, thì giờ thì các bạn tại sao không sử dụng zoom factor, thầy để cái này về không này, thầy kéo nó vào trong như này. Nếu như các bạn sử dụng hệ thống zoom ở đây để các bạn kéo thì cũng nhìn được nhá, hoàn toàn nhìn được, nhưng mà lúc này ấy, các bạn đã để ý thấy là cái hệ thống của cái giường nó đang bị to quá mức, nó đang hơi to quá, và những cái đằng xa thì nó nhỏ quá, thì nó tạo ra cái cảm giác cái phòng là nó rất là rộng, và như thế là nó không hợp lý nhá. Trong trường hợp này các bạn không nên làm như thế, các bạn làm đúng như cái của thầy, tức là chúng ta sẽ kéo cái này lên một chút, đó, kéo lên tí để cho sát đây. Lúc này các bạn có thể zoom một tí cũng được nhá, zoom thêm một tí cũng được đó, thì nó ít, nó vẫn bị méo hình ấy, nhưng mà nó ít hơn đó, chỉ một tí vậy thôi, chúng ta sẽ nhìn được bao quát cả cái giường đó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ xử lý. Thì cái bài hôm nay này về phần cam ấy, nó chỉ có hai vấn đề thôi. Thứ nhất là vấn đề về cái automatic vertical tilt, là để cho cái trục dọc nó vẫn được cố định, cái này các bạn bắt buộc phải tích ở tất cả các cam nhé. Còn cái thứ hai là khi nào chúng ta cần sử dụng cái này, hệ thống này cắt qua thì chúng ta sẽ tích thêm hai cái nút này, và chúng ta căn chỉnh phần near và far để cho nó phù hợp. Thì đó là phần đầu tiên của buổi hôm nay, tức là về camera trong cái này. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp cái phần thứ hai là cái cách để chúng ta chọn được cái cam nào sao cho nó phù hợp. Thì ở đây thầy cũng sẽ lấy cái hình mẫu là cái phần nội thất của một cái phòng ngủ để cho các bạn dễ hình dung, vì hầu như là chúng ta đều ở trong cái không gian có phòng ngủ. Các bạn nhìn nhá, thứ nhất là ở đây thầy lấy ví dụ là cái ảnh này. Trong cái ảnh này ấy, thì các bạn lại thấy là nó có cái phần của cái giường đó, phòng ngủ mà đúng không, thì cái quan trọng nhất là cái giường ngủ. Thì chúng ta sẽ thấy cả một không gian là gồm có cái lối đi vào này, có cái cửa này, mở ra thì thấy có cái bàn làm việc, rồi là giường, tủ các thứ, rồi là kệ tivi, có cả tài liệu tivi và cái tắp đầu giường. Ở đây cái tắp đầu giường nó bị nó che đi cái giường một chút, nhưng mà cũng không quá nhiều ảnh hưởng nhé. Bản thân cái tắp đầu giường ấy nó cũng đang chưa được hiển thị toàn bộ, tuy nhiên thì cái này nó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mình nhìn cái không gian này là thấy là hiển thị được rồi, là cái giường nó cũng không bị che đi quá nhiều,
thì theo theo như của thầy đánh giá thì cái bước này là một cái tranh khá là ổn nhá. Bạn có thể quan sát thêm một số cái tranh như bên này. Cái tranh này thì có thể nó cũng gần ổn, tức là nhìn cái không gian ấy thì nó đã khá là ổn, với những cái mảng bên trên, bên ở giữa, dưới, bên phải khá ổn, bên trái thì nó đang hơi trống. Trong trường hợp này các bạn nên xử lý bằng cách là bạn cho thêm một vài cái decor như là giá treo hoặc là tranh để thêm vào đây thì cho nó sẽ đỡ trống cái không gian này hơn. Rồi, chúng ta có thể có thêm một không gian nó kiểu như thế này cũng được nhá, cái này cũng được, nhưng mà thầy cảm quan ấy, thì thầy thấy là những cái mảng này nó đang hơi trống một chút, có thể thêm một cái gì đấy vào đây thì nó sẽ đỡ trống hơn, chắc là nó sẽ ổn hơn. Đó, thì đây nữa này, đó cũng sẽ là một cái không gian cũng khá là đầy đủ. Rồi, thì tuy nhiên thì không phải là cái ảnh ở trên mạng các bạn xem nó cũng sẽ được tốt, thì cũng có một số cái bức ảnh như kiểu bức này chẳng hạn, các bạn thấy là cái phần giường, chân giường ấy nó đã bị gọi là bỏ mất đi một cái phần cuối rồi. Thì trong trường hợp này thì mình nên kéo cái cam nó ra sâu ra đằng sau một chút để mình hiển thị được tất cả các cái không gian. Cái chân giường này mình cũng nhìn thấy nhiều hơn. Thầy ví dụ nhá, ở đây các bạn thấy là cây cũng nhìn hiển thị được cái mép cửa, và chúng ta sẽ cần nhìn thấy nhiều cái cửa hơn một tí, tức là thêm một tí nữa. Và bên này cũng đang thấy thiếu một chút cái mép bàn này. Thì nhưng mà đấy là trong trường hợp nó đang thiếu, nhưng mà ví dụ như cửa ở hai bên này mà nó đã đủ rồi nhá, tức là không gian ở đây mình đến là nó đủ rồi, thì các bạn đừng kéo cam ra nữa. Thì kéo cam ra nữa thì nó có thể nó sẽ gây ra hiện tượng thừa. Và nếu mà nó đủ rồi, các bạn chỉ cần kích kéo cái này lên trên thôi, kéo nghĩa là cái trên dưới thôi chứ không cần trái phải, thì các bạn sẽ vào trong cái mục F10 nhá. Và chúng ta sẽ vào ngay cái phần common, thì chúng ta tăng cái phần 2 này lên. Các bạn để ý đây, đây là cái phòng của thầy, nếu mà bên trái phải là độ ổn rồi thì chúng ta chỉ cần tăng cái phần 2 này lên thôi. Đó, chúng ta tăng lên đến khi nào mà chúng ta thấy ổn. Nhưng mà khi tăng lên các bạn để ý này, vì chúng ta sử dụng cái clipping cho nên là khi mà chúng ta tăng lên ấy, thì nó sẽ để lại một cái phần rỗng của cái sàn trên hoặc là cái chân bên trên đấy nhá. Thì không phải là trong trường hợp này thì không phải là các bạn sẽ kiểu kéo lên trên để che nó đi như này đâu, đúng không? Không phải là che nó đi, kể cả trong trường hợp mà các bạn có gen vào như này thì cũng không vấn đề gì cả nhá. Bây giờ cái này có rất là nhiều cách để xử lý, các bạn có thể cho vào Photoshop các bạn crop ảnh đi cũng được, còn nếu như mà để cho chuyên nghiệp hơn ấy, thì các bạn bật cái bảng F10 lên này, các bạn vào trong cái mục là Area to Render, các bạn chuyển nó thầy sang chế độ crop. Đó, ở đây chuyển lại chế độ crop nhá. Rồi, thì xong rồi thầy sẽ kéo cái này vào cái đường cái viền khung. Đó, cái này nó đang hơi bị. Rồi, cái này thì mình sẽ không render ở dưới này đúng không, mình sẽ kéo sát đến đây thôi, mình chỉ render trong cái vùng này thôi. Đó, xong các bạn đóng lại, các bạn render xong ấy, thì là cái bức ảnh này là mình xong nhá. Thì các bạn phải thoát khỏi chế độ crop, nếu không là tất cả các bức ảnh ấy, nó sẽ đều render trong cái khung này thì nó lại bị sai, thì chúng ta lại phải chỉnh lại về chế độ view thế thôi. Thì cái này nó rất là đơn giản, không có gì cả. Rồi, thì đấy là đến với cái này nhá, mình có thể đẩy lên trên một chút, để xuống dưới một chút cho không gian nó trở nên rộng lớn hơn. Đây, ví dụ như là một cái bức như thế này thì cũng là chưa tốt này, mặc dù nhá là cái không gian của nó khá là đầy, khá là nhiều đồ các thứ, không bị thiếu thốn cái gì cả. Nhưng các bạn để ý ấy, cái này là do sử dụng cái zoom ấy, cho nên là cái này nó sẽ bị hơi méo hình một chút như này, vẫn đủ cảm giác để người ta xem, người ta cũng hơi cảm giác khó chịu nhá, hơi cảm giác khó chịu một tí. Cái này ít thôi thì được, cái này như này là bị hơi nhiều quá rồi, hơi nhiều quá, xem thì nó sẽ bị không hay. Theo thầy thì không nên để trong trường hợp như này. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể xem một số ảnh ở bên dưới, cũng có một số file của nó cũng sẽ khá là tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng như thế. Ví dụ như cái này thì chúng ta thấy là mất chân luôn rồi đúng không, và thậm chí là theo cái bố cục của nhiếp ảnh ấy, thì có thể là cái này nó đang ở giữa của cái đường chéo, nó đang ở giữa của cái khung hình, thì mình nên để nó khoảng 1/3 thì chắc nó sẽ ổn hơn. Đó, rồi đấy, thì đấy là một số những cái lỗi mà các bạn có thể mắc khi mà chúng ta xử lý. Thế thì bây giờ thầy sẽ đến thêm với một cái phần nữa là đây là thầy chuẩn bị cho các bạn xem một số cái ảnh của một cái nhóm mà thầy hướng dẫn tốt nghiệp của kỳ trước để hướng dẫn các bạn này. Thì trong nhóm này thì có một số bạn đã đi làm rồi, một số bạn thì vừa đi làm vừa trả nợ. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Thứ nhất là về phần ngoại thất này, cái này là của nhóm tốt nghiệp nhá. Ngoại thất thì các bạn cũng bắt buộc phải render một cái ảnh ở không gian bên ngoài, cái đấy là chắc chắn là chúng ta sẽ phải có rồi, dù là các bạn chọn đề 1 hay đề 2 thì đều có cả nhá. Thì cái assignment có cả đề 1, đề 2 thì đều có cái phần ngoại thất chúng ta sẽ phải render. Thì đầu tiên là phần ngoại thất này, cái này thì nó là biệt thự thì nó cũng không liên quan lắm đến cái đề tài của các bạn, nhưng mà thầy sẽ phân tích để cho các bạn là làm cái kia nó cũng sẽ tương tự như vậy nhá. Thứ nhất là ở đây nó cũng sẽ có chính phụ, tức là cái này của các bạn ấy sẽ là cái công trình
mà các bạn ấy thiết kế này. Còn bên cạnh thì thầy tư vấn cho các bạn ấy là làm cho cái màu nó hơi xám xám một tí để cho cái công trình này nó được tôn lên. Thế rõ ràng là khi mình nhìn thấy một cái này nó trắng thì rõ ràng là những cái bên cạnh nó cũng sẽ không nổi bằng, và cái này nó sẽ được tôn lên này. Đấy là một cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là những cái model của những cái nhà này này thì các bạn không phải dựng, mà được phép lấy trên mạng mà cho nó vào đây, kể cả những cái ô tô, hàng rào, cái cây, những cái lá rơi lên đường thì hoàn toàn được lấy trên mạng nhá, tất cả mọi thứ đều được lấy trên mạng hết. À, mây trời thì thầy lưu ý cho các bạn một chút, trong này thì có thể mình chụp ảnh ngoài trời thì trong xanh như này là ok, nhưng mà trong cái không gian mà nó đang bị hơi loãng ở phần trên một tí, chúng ta hoàn toàn có thể điểm xuyết thêm một chút cái kỹ năng cho Photoshop vào đây, là gán thêm một chút mây các thứ vào đây, đó, chỉ là thêm một chút cái tia nắng, đúng không? Tia nắng mặt trời hắt vào đây, đấy, để cho nó cái bức tranh ở trên là nó đầy đủ hơn một tí, nó không bị trống nhiều quá. Rồi, sang tiếp bên này chúng ta sẽ thấy một số trường hợp tương tự này, chúng sẽ thấy có những mảng chính phụ, đấy, nhưng mà bên này thì đang cảm giác là hơi nặng một chút, bởi vì công trình nó đang hơi nhiều, bên này thì lại đang cả một bầu trời, thì hoàn toàn thêm một tí cái không gian ở bên trên một chút được nha. Rồi, bên này thì cũng tương tự này. Đây, cái này thì nó sẽ mắc một cái lỗi mà các bạn là cũng rất là dễ có thể mắc phải trong cái quá trình các bạn làm measurement. Đấy là render mà bị thiếu mất cái phần bên trên. Đó, thế thì lúc này chúng ta nhớ đến việc là chúng ta phải bù bù không gian bằng cái chiều cao của cái phần 2 ở trong ấy nhá. Trong bảng F10 nhá. Đúng không? Đây chúng ta phải tăng cái này lên, tăng thông số của này lên để cho cái khoảng này nó được dài ra. Rồi. Tiếp theo này. Đây, cái này bước này thì nó không có nhiều vấn đề, nhưng mà nó lại có một cái vấn đề là liên quan đến vật liệu, thầy cũng sẽ lấy ra để nói luôn. À, cái bước này ấy, các bạn nhìn thấy này, cái sàn người ta đang làm bóng đến cái mức độ mà nó hắt được cả cái phản xạ được cả cái hàng rào vào trong này, thì trong trường hợp này thì nó bị hơi vô lý. Vô lý là bởi vì là cái này nó ở ngoài trời, khi là mưa ấy, người ta đi bộ vào đây, gia chủ người ta đi bộ vào đây, người ta sẽ rất có thể sẽ bị trượt chân ngã, cho nên là hầu như là những cái sàn ngoài trời này này người ta sẽ làm là sàn vật liệu nhám, chứ không nên là vật liệu bóng như này nhé, vật bóng này sẽ bị sai. Đấy, các bạn phải chọn vật liệu cho nó phù hợp. Và cái thứ hai là cái thời tiết ấy, thì nó là ban ngày, mà cái ánh đèn ở đây thì lại để hơi sáng. Chính ra ấy, cái bước này mà gen tối thì nó sẽ tốt hơn, đấy nhá. Còn nếu không thì chúng ta phải có thể tắt những cái đèn này đi được, không nên bật sáng như này. Đấy. Rồi bên cạnh thì là một số những cái góc view nữa của ngoại thất. Rồi tiếp theo thầy sẽ đến cho các bạn với cái phòng phòng khách nhá. Cái này thì mình sẽ phân tích một số các cái góc cam và cái cách xử lý cho nó này. Đầu tiên là cái góc này thì các bạn nhìn thấy là ở trong một cái không gian của một cái phòng khách thì nó cũng có cái khu tiếp khách ở đây, có đàn piano này, có tivi, đằng sau là một cái lưng với một số cái gì đấy. Đây là một số cái không gian khác ngay bên cạnh. Thế cái bức này thì thầy đánh giá là nó chưa được tốt. Lý do ở đây này. Thứ nhất là ở mảng này nó có quá nhiều thông tin mà chúng ta không không thể đọc được hết thông tin ở trong này nhá, không rõ được cái này, và cái này nhiều khi nó còn chính hơn. Mà mảng bên này này nó lại trống khá là nhiều, gần như những cái mảng trống này thì rất là khó bù. Khi nào mà nó lớn quá này nhá, cái kinh nghiệm mà bù khoảng trống của thầy là thầy sẽ bỏ vào đây một cái thằng người, một hoặc hai thằng người, hoặc là một cái con vật, chó, mèo, con chim gì đấy để khỏa lấp cái không gian này. Nhưng mà không phải bất cứ không gian nào các bạn cũng được bù cái kiểu như vậy nhá. Thầy ví dụ như là các bạn làm kiểu nhà hàng vỉa hè thì các bạn có thể bù con chó vào được, nhưng mà các bạn mà làm một cái shop bán đồ công nghệ như kiểu FPT shop ấy, mà các bạn cho con chó con mèo vào trong đấy là nó hoàn toàn bất hợp lý. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng bù được nhá, nhưng mà giả sử ở đây chúng ta có bù hai người vào đấy đứng cho nó đỡ chống không gian ấy, thì người ta gần như là đứng ở ngay trước cái cam này, và nó sẽ hai người đấy sẽ trở thành nhân vật chính, và chúng ta sẽ hoàn toàn không để ý cái không gian này. Mà trong cái không gian nên được không gian thì quan trọng nhất là thể hiện được cái không gian, cho nên là đấy là lý do mà thầy sẽ loại cái bức ảnh này, đấy, không chọn. Tiếp theo là cái bức này thì nó ổn hơn, thì nó có chính phụ, tức là có cái phần người ta đánh đàn ở đây rồi, cũng được, cũng được rồi, bức này cũng có thể chấp nhận được nha. Bức này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó cũng có chính phụ, nhưng mà mảng trống này bên dưới nó cũng bị nhiều này, thực ra là nó cũng đang hơi nhiều. Thì một ấy là chúng ta sẽ crop cái ảnh này, lấy phần bên trên nhiều hơn, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta vẫn muốn giữ lại cái khoảng không gian bên dưới để thể hiện tỷ lệ ảnh, các bạn hoàn toàn có thể cho hai người, một người đứng ở đây, một người đứng ở đây, đấy, đứng xong nói chuyện với nhau. Đấy. Và chúng ta sẽ xử lý được bớt cái vùng không gian trống bên dưới mà nó vẫn có cái mảng miếng chính phụ, hai người này đặt sang bên trái rồi, nó không phải còn là đặt ở trung tâm nữa, thì nó sẽ đỡ hơn đấy nhá. Đây là cái cách xử lý cái bức này thì khá ổn này, bức này khá ổn, chúng ta sẽ thấy chính phụ ở cái phần chính nó sẽ là cái phần không gian chiêu chiêu
gia chủ ngồi uống trà với cả khách ở đây chẳng hạn, nghe cái tiếng suối róc rách đúng không? Bên ngoài thì nó có những mảng phụ như là những cái đèn, là những cái cây bonsai đó. Ở đây thì có thể là nó hơi thừa một chút, thì thường là các bạn nên nên bỏ cái này đi, này thấy thấy nó đang hơi thừa một chút này, ẩn nó đi thôi. Rồi cái bước này thì cũng có thể là sẽ được nhá, đây cũng sẽ được này. Đây cái bước này cũng là một cái bước tiêu biểu mà thầy sẽ không chọn. Thứ nhất là có thể nhìn ra được, bắt đầu nhìn ra được đây là một cái phòng khách bằng nước rồi, nhưng mà nó có quá nhiều những cái chân này, nhiều cái chân ghế chân bàn này, và nó không hiển thị được nhiều vào cái vùng này. Thì cái này lúc nhìn vào đây thì cái này mới là mảng miếng chính, nhưng mà nếu mà cái này là mảng miếng chính ấy, thì nó lại đang bị sai vì nó không được thể hiện rõ, không được thể hiện toàn bộ, nó đã bị mất chân. Thế cho nên là cái phương án này là thầy không chọn, cái ảnh này không chọn này, bỏ này. Ảnh này cũng gặp lỗi tương tự, tức là cái ghế ở đây nó quá đặc đó, và nó không nhìn được cái phần bàn ở bên trong, có nhìn được nhé nhưng mà khá là ít. Thì trong trường hợp của hai bức này ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy cái can lên trên và nhìn lên dưới, nhưng mà thông thường thì thầy thường không chọn hai góc này để dân đâu, và sẽ tìm một cái góc khác mà nó nhìn thấy rõ ràng hơn. Thế thì ví dụ như cái góc này, thì góc này cũng có thể nói là một cái góc được nhá. Góc được khi mà thể hiện được cái phần người không gian nó cũng khá là tình cảm, mà thầy cũng nghĩ là các bạn nên chọn một vài cái góc trong cái bài gender của mình để thể hiện ở trên cái bản feedback. Chúng ta sẽ chọn nó vào đây. Nhưng mà cái này thì nó bị một cái lỗi vấn đề về màu sắc, đấy là thể hiện màu. Cái bàn thì là màu tối, nhưng mà chúng ta lại chọn những cái tấm màu tối, cái lọ này cũng màu tối, thì cái chân nến màu trắng và một số cái điểm trắng ở đây này, điểm sáng ở đây nó không đủ để vác, để gánh cả cái hệ thống này, hệ thống hơi tối này, thì chúng ta nên chọn cái tông màu nó ổn hơn. Và thêm một cái vấn đề nữa, đấy là những cái khoảng đằng sau ấy, nó cũng khá là nhiều chi tiết thú vị đấy, nhưng mà bởi vì chúng ta đều để cho độ nét của nó bằng nhau ấy, thì thành là người ta sẽ không tập trung được vào cái vùng này đấy, cho nên có cái một kinh nghiệm là trong những trường hợp như này các bạn nên sử dụng Photoshop để các bạn blur đi một tí những cái hình đằng sau, blur đi một chút đó thì nó sẽ ổn hơn. Đây thì trong các cái phần về phòng khách ấy, thì thầy chọn cho các bạn ấy cái bước này, bước này thì nó ổn hơn, bởi vì là cái vùng này nhá, nó là phần chính hiển thị được khá là rõ các cái vị trí ngồi, bàn uống nước các thứ, thì cái chân cái ghế này nó cũng thấp hơn ấy, thành ra là nó không có cái lưng cũng nhìn được ở đây khá là ổn, cũng có mảng miếng phụ. Thực ra mà nói thì có thể blur một chút những cái mảng phụ này đi, nhưng mà thực tế thì cũng không cần lắm. Đấy, có thể blur cũng được nhá, nhưng cái này cũng không cần thiết lắm, không cần thiết blur lắm. Thì các bạn có thể lấy được cái này ra để xử lý thì thấy nghĩ là cũng được, không đến nỗi. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái kiểu như vậy nữa, nhưng mà cái này thì đúng là chúng ta nên đẩy cái cam lên trên một chút để nhìn được cái phần bàn này nhiều hơn đúng không? Thực ra thế này thì cũng được, cũng không vấn đề gì. Tiếp này, trong này là cái phần bàn ăn này. Thì cái góc này thì cũng được. Đây, ở đây là cái khu bếp. Khu bếp thì chúng ta nhìn thấy là có cái phần chính là cái không gian này và những một chút phần phụ đằng sau để co các thứ, góc này thì cũng khá là ổn rồi, hai góc này đều ổn cả nhá, thì nó chỉ là mặt trước mặt trái mặt phải của cái khu bếp vậy thôi. Đấy, khá là ổn và nhìn rất là rõ không gian. Đấy, thì đấy là phòng khách. Cái không gian phòng ngủ này, phòng ngủ thì đây là một cái lỗi mà nhiều bạn hay mắc phải này, các bạn lưu ý cho thầy nhá. Trong này có một cái lỗi đấy là những cái nhân vật chính ấy, đây là một này, đây là hai, ở đây là ba này, nó đã được giải rác ở khắp cái bức ảnh, thành ra cái sự tập trung cho bức ảnh này là không cao, khi cái mắt người nhìn người ta cứ phải phân tán nhìn liên tục ở xung quanh, nó thể hiện được không gian, nhưng mà đây không phải là một cái bức đạt được điểm tốt về nhiếp ảnh, nó sẽ được chọn tốt. Tất nhiên là gender thì cũng được nhá, gender để cho người ta xem cũng được, nhưng mà để mà nói về tốt về nhiếp ảnh thì chưa, thì gọi là chính phụ thì không có, mà chúng ta đây nên chọn một cái bức kiểu như này. Bức này thì rõ ràng là có chính phụ nhá, cái mảng này là sẽ là mảng chính này, có một chút phụ ở sau là cái không gian phòng ngủ này. Đấy, cái này thì nó sẽ hợp lý hơn khá là nhiều. Rồi đây là một cái bức tiêu biểu về cái kỹ năng bù bằng động vật này, các bạn nhìn nhá, mảng bên trên này đèn rồi là quạt, mảng bên trái thì có decor đúng không, mảng ở giữa thì có giường, mảng bên phải thì có cái gọi là gì nhỉ, bàn phấn và cái rèm đằng sau thì lấp ló cái ánh sáng bên ngoài của không gian bên ngoài, rồi là có cả cửa sổ các thứ, nhưng mà nó để lại một cái mảng sáng ở đây nó hơi lớn. Các bạn để ý nhá, bên này này cũng là chỗ tương tự, nhưng mà bởi vì nó có độ chênh lệch sáng tối cho nên, mà cái chỗ này nó cũng nhỏ thôi, cho nên là cái khoảng này nó người ta sẽ không 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 để ý nhiều. Nhưng mà cái khoảng này mà bỏ con mèo ra nhá, thì cái chỗ này nó sáng rất là nhiều, cái vùng này nó rất là sáng, và cả cái vùng này nó cũng bị sáng nữa, cho nên thầy mới khuyên các bạn ấy là nên bỏ thêm một cái con mèo vào đây, là vừa có ý nghĩa là nó đang nằm ở đây sưởi nắng, và trong cái bức tranh này nó cũng sẽ tình cảm hơn ấy. Đấy là cái kỹ năng bù khoảng trống bằng nhân vật thì mình có thể bù với kiểu như này. Bước này thì các bạn không nên chọn này, bởi vì bước này khá là fail, nó không có
nhân vật chính phụ gì ở đây cả. Cái hệ thống này thì không phải là chính, bởi vì nó đang bị cái giường này che đi khá nhiều. Và cái giường này thì đương nhiên là không phải chính rồi, bởi vì nó cũng đang bị cắt hết cả phần dưới. Nên là bước này là thể loại luôn, không chọn. Bước này thì rất là tốt này. Đấy, bước này các bạn đã thấy theo nhiếp ảnh, bước này cũng khá là tốt, kể cả về bố cục, kể cả về các cách bài trí, nó cũng đầy đủ thông tin, cũng có cả vệt nắng trông khá là tình cảm đúng không? Như này. Đấy, cái vật liệu của bạn ấy làm khá là tốt, các bạn nhìn thấy nó lên cả những cái đường vân này, nó khá là sâu và đầy đủ. Đấy, chất liệu và thứ tương đối ok. Cái này còn là vật liệu tốt thế nhỉ? Rồi. Ok này. Phòng ngủ 2 này. Rồi, trong cái phòng ngủ 2 thì có một số cái mà các bạn cần lưu ý nhá. Thứ nhất là cái không gian này thì mặc dù có chính phụ nhưng mà cảm giác xem của nó là hơi tối do cái mảng này nó hơi nặng này. Trong trường hợp này thầy sẽ khuyên các bạn nên đẩy cái exposure này lên một chút và giảm cái sáng này đi, đẩy cái exposure lên để tăng độ sáng ấy. Thì toàn bộ cái khung cảnh này nó sẽ sáng lên thật, nhưng mà đồng nghĩa với việc cái phần sáng này nó sẽ hơi sáng quá và có thể nó sẽ bị cháy ấy. Thì chúng ta sẽ phải khử bớt cái ánh sáng này đi cho nó tối đi bớt. Đấy. Tiếp này, cái góc này là fail nhá, con này mất chân ở đây là fail nhá, thấy chưa? Đấy, các bạn sẽ xem dần, các bạn sẽ hiểu lý do tại sao lại không nên làm như vậy. Góc này thì có thể là tạm chấp nhận được, tuy nhiên thì nếu mà để ý ấy, thì chúng ta lại thấy là cái hệ thống vải các thứ ở đây này, rèm này, nó khá nhiều chi tiết, nhiều dây dợ, và thậm chí cái giường bên cạnh nó cũng khá tương đối nhiều chi tiết ở trong. Thì theo thầy, một chúng ta có hai cách xử lý, một là chúng ta sẽ crop cái bức ảnh lại cho nó nhỏ đến tầm đây thôi đó, hai là chúng ta sẽ sử dụng cái thủ thuật là chúng ta sẽ blur đi một phần. Nhưng mà với bức này thì chúng ta không blur được, không chỉ blur được phần này thôi nhá, không blur được cái phần bên này, bởi vì lý do là về độ sâu trường ảnh ấy. Độ sâu trường ảnh là nó sẽ tách, nó sẽ tính từ cái đoạn vuông góc với cả song 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 với cả điểm vuông góc chứ nhỉ, vuông góc với cả điểm nhìn đúng không? Tức là như này, ở trên nhiếp ảnh rồi thì có sẽ có cái phần là độ sâu trường ảnh deep field ấy. Đấy, các bạn mà muốn blur thì các bạn phải blur theo kiểu là theo cái trục này, chứ chúng ta không thể blur theo trục ngang được. Đấy, thì trục ngang của cái cam ấy, của cái cam này nó sẽ là giống nhau hết. Đấy, thì phải để ý một tí. Thì cái góc này thì theo thầy thì nên crop lại thì bước này nó sẽ đẹp hơn. Đấy, bước này thì cũng thế nhá, bước này thì không rõ chính phụ này, hơi bị lung tung một tí này, này thì phải xử lý cái giường này cho nó đỡ bị như vậy. Bước này thì cũng có thể tạm chấp nhận được, vì mặc dù cái này nó cũng có khá là nhiều vải nhưng mà nó không quá ảnh hưởng nhá. Đúng ra thì chúng ta có thể crop thêm một tí nữa ở góc này, nó bớt phần vải đi thì chắc là sẽ ổn hơn. Rồi, trong cái bức này thì vật liệu và ánh sáng có thể nói là làm tương đối tốt. Đấy, các bạn nhìn thấy này, hệ thống vật liệu và ánh sáng này làm tương đối tốt này, đúng không? Đấy, tuy nhiên thì nếu mà để cho nó đẹp nữa thì có thể là đẩy cam ra xa một chút để nhìn được trên cái phần đèn này nữa này, và phần ghế có thể nhìn được nhiều thêm. Nhưng mà thực ra mà nói thì có thể những cái bức này cũng khá là ổn mà, không cần chỉnh. Thầy nếu mà để thầy xét thì thầy vẫn muốn nhìn thêm một chút đẹp, còn như này thì cũng được, không đến nỗi. Cái góc này cũng thế nhá. Rồi, cái góc này thì cũng tương đối ổn, nhìn thấy cả cái phần tắm đứng này, tắm bồn này và cái phần lavabo rửa tay rửa mặt. Đó, tương đối đầy đủ. Hai cái góc này thì nó giống nhau, nó chỉ là đổi góc nhau thôi, đổi hệ thống thôi. Rồi tiếp này. Phòng ngủ 3. Phòng ngủ 3 thì cái này thì nó cũng khá là giống cái bức con mèo. Tuy nhiên thì cái vùng này nó hơi tối cho nên là hầu như là ta sẽ không bù sáng vào đây nữa, không bù thông tin vào đây nữa. Nhưng mà thầy đánh giá thì bức này nó cũng không thể tình cảm bằng cái bức của con mèo được. Đấy, xong nó sẽ mặc dù là ánh sáng nó tươi tắn hơn hẳn nhá, nhưng mà xét về mức độ tình cảm của cái bức ảnh truyền tải thì thầy nghĩ là cái bức ảnh kia nó sẽ ổn hơn. Bức này thì cũng thế này, cũng sẽ bị che một chút này. Đấy, sẽ xử lý nó chưa hay. Cũng có thể nói là cũng nếu mà cái bức này mà ren cái góc mà nhìn từ hẳn ở trên giường nhìn xuống ấy, thì có thể sẽ ổn hơn. Hoặc là đẩy cái cam vẫn là cái góc này nhưng mà đẩy cái cam lên trên nhìn từ trên xuống thì có thể sẽ ổn hơn. Rồi, phân tích tiếp nha. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phòng gọi là phòng sinh hoạt chung. Các bạn nhìn thấy phòng sinh hoạt chung này, nó sẽ là cái phòng mà nơi mà người ta ngồi ở đây, người ta hát karaoke này, hoặc là xem phim rạp khai đấy, trên nó có cái máy chiếu đúng không? Nhưng mà nhìn thế này chúng ta lại thấy là hai bên tường nó khá nặng, vì cái cảm giác nặng này cho nên là chúng ta nhìn cái phòng này nó khá là chật. Đấy, cho nên là cái view này thầy cũng không chọn, nó hơi bị nặng quá. Thầy sẽ chọn cái view này. View này thì vì mình đứng ở cái góc này ấy, cho nên mình không biết là phần lưng nó là rộng thế nào, cho nên là mình nhìn ở góc riêng cái góc này thôi thì mình thấy cái này nó khá là ổn. Thứ nhất là không gian của nó không đến nỗi chật, nó cũng khá là ổn nhá, mà ghế thì cũng kê được cho 5 người, 2 người ngồi hai bên và 3 người ngồi ở giữa.
Đấy, cái này cũng khá là ổn rồi này. Đấy, góc này thì mặc dù là như thế nhưng góc này thì lại cảm giác hơi tù túng, vì xung quanh là đến tận hai cái cửa, xong rồi là bàn ghế kê thì cũng hơi nhiều. Đấy, thế thì để trong cái này cho nó cái kỹ năng gen cho nó tốt hơn ấy, thì thầy khuyên các bạn ấy là nên đặt đứng ở vị trí này và gen nhìn vào đây, tạo thành cái đường gen chéo. Nói thế rồi nhưng mà cái buổi đấy nó cũng khá là gấp rút, ở thanh niên này cũng không gen được, hơi vội, hơi gấp. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái gọi là phòng thờ. Trong cái phòng thờ này có một cái assignment của các bạn thì chắc là cũng chả các bạn nào phải tê đơ cái này đâu, nhưng mà cái này thầy nói qua một cái kinh nghiệm cho các bạn thôi. Tức là cái cam này đặt nó hơi xấu, cái camera nó đặt hơi xấu, thành ra là nó đang nhìn từ trên xuống, tự nhiên cảm giác cái phòng thờ cái này nó bớt đi cái tính cổ kính, rồi nó bớt đi cái tính oai nghiêm ấy. Đáng lẽ là nó phải hất cái cam từ dưới lên, nhìn mọi thứ nó to lớn hơn ấy, trông nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà đây lại để cái cam từ trên xuống, thành ra mọi thứ này nó đều bị nhỏ bé đi. Thì theo thầy là cũng không nên để như này. Tất nhiên là để mà xét về không gian thì cái bước này cũng không nên lỗi nhé. Rồi chúng ta đến với cả sảnh thang. Sảnh thang thì nói chung là cũng chẳng có vấn đề gì, các cái góc bạn các bạn ấy đều xét được, có những mảng miếng để co các thứ rồi, thì cái này thì cũng không phải vấn đề gì to tát. Thì đấy, đấy là một số những cái vấn đề về gender và chọn góc ảnh làm sao cho nó phù hợp. Thì hôm vừa rồi ấy, hôm qua thì thầy có gửi cho các bạn một cái này nữa, đây là phần cuối cùng nhá. Thì thầy có gửi cho các bạn một cái này, cái bộ này nó có 200 cái vôn, thì cách dùng của nó là như này này. Các bạn vào thầy cái đầu tiên là vào cái này nhá, xong các bạn tìm có thầy cái trang là evomotion.org này, đây trang này evomotion này, à không, nhầm, đây phải tìm cái này chứ. Đây đây, đầu tiên là các bạn tìm có thầy là một cái gọi là Xmod. Bực nhỉ. Xmod Interior cũng được. Khi mà Xmod Interior thì nó sẽ ra cái trang đầu tiên này của bọn Evomotion này này. Thì các bạn kích vào. Kích vào xong ấy thì nó sẽ có một cái mục chuyển sang dạng Xmod này này. Thì các bạn ấn cho thầy vào cái Xmod ở đây. Xmod đen này. Đấy. Thì trong cái Xmod đen này nhá, các bạn lại thấy là nó sẽ có rất là nhiều vôn, nhưng mà cái vôn mà hiện giờ nó đang up lên trên mạng thì chúng ta dùng, bên này là free nha, các bạn là tải thoải mái nha. Nó mới chỉ đến 200 thôi. Tất nhiên là các bạn có thể tìm được một số cái link khác ấy, nó sẽ có nhiều hơn, có thể mới hơn nữa, nhưng mà thầy mới tìm qua thì mới thấy cái link này thôi. Thì các bạn lại kéo xuống một chút nhá. Các bạn lại thấy này, nó sẽ có khá nhiều những cái tài nguyên chúng ta làm mà vật liệu của nó làm rất là đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp mà đồ của nó làm cực kỳ xịn luôn ấy. Thì các bạn không phải là tải cả 200 cái vôn ở đâu, vì thực ra nó khá là nặng. Cái này là chỉ để xem nó có cái gì thôi nhá. Còn khi mà tải chúng ta phải vào trang bên này nhá. Xem nó có gì, thì ví dụ như các bạn nào làm thương hiệu thời trang thì các bạn phải thích một cái này này. Có những con mannequin rồi, có những cái quần áo thứ này, đúng không? Ví dụ như bạn nào mà làm thương hiệu dự án 1 mà làm về đồ nội thất rồi là bán đồ các thứ, các bạn phải tải hai cái vôn này, cả vôn này nữa này. Đó, đúng không? Ví dụ như bạn nào mà làm về đấy, thương hiệu về đèn các thứ này cũng phải chọn cái này. Đấy, tức là chỗ này sẽ có rất là nhiều cái đề tài các bạn chọn. Đấy, cứ kéo xuống trang 2, trang 3 của nó này. Đấy, chọn được cái vôn mà mình thấy nó phù hợp với cả cái dự án của mình. Đây, ông nào mà làm về hoa quả có thể, ví dụ như làm về thương hiệu bán hoa quả sạch chẳng hạn, đúng không? Thì có thể lấy cái vôn 170 này này. Đấy, xong rồi sang đây tìm cái trang vôn 170, kích về trong tải. Đấy, ví dụ như thế. Thì trong này nó sẽ có rất là nhiều nhá, rất nhiều cái vôn mà nó làm rất là đẹp, thì các bạn có thể là lấy cái vôn ở đây. Nhưng mà thầy lưu ý cho các bạn nhé, cái vôn ở trong này thì có thể nó cũng không phải là của Corona, có thể nó là của Vray, thì cái này lâu rồi thầy cũng không nhớ như nào nữa. Thì để mà chuyển cái thư viện ấy từ Vray sang Corona, trong trường hợp mà các bạn lấy những cái vôn thì các bạn sẽ ra màn hình này, các bạn chuột phải và chọn vào cái mục là Corona Converter ở đây, ấn vào đây và chọn sang chế độ là Convert. Ấn xong Convert này ấy, nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái bảng như thế này. Là được rồi nhá. Rồi, thế thì đấy là cái phần bài của buổi hôm nay thôi. Thầy sẽ đóng cái quên, trước khi đóng thì thầy sẽ nói luôn này. Thứ nhất là thầy sẽ gửi cho các bạn cái video hướng dẫn thông qua cái hệ thống lắp 6. Thầy sẽ gửi vào trong cái phần này. Đó. Trong cái camera, trong cái lắp 6 thì các bạn sẽ sử dụng cái kỹ thuật đặt camera để render các góc đẹp trong bài assignment nhá. Và mỗi cái nhóm sẽ làm
làm bài đấy để gửi lên trên phần lớp 6 này, được chưa? Rồi thế thôi. Còn bây giờ thì thầy sẽ up lại cái video, bởi vì video này video hơi cũ, nó đang chưa chưa đầy đủ thông tin, thầy sẽ xóa video này đi. Rồi, ok.